Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài lên đến 40 độ C, những ngày qua, người lao động ở Hưng Yên đã tìm nhiều cách khắc phục, ứng phó với thời tiết nắng nóng để đảm bảo sức khỏe và hoạt động sản xuất. Anh Nguyễn Hữu Cảnh ở thành phố Hưng Yên đang quản lý 2 tốp thợ xây, gồm 15 người. Để đảm bảo sức khỏe của người lao động trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, cả 2 tốp thợ do anh Cảnh quản lý đều chuyển giờ làm việc sang các khung giờ ít nắng nóng hơn. Cụ thể, buổi sáng làm từ 5 giờ đến 9 giờ, buổi chiều làm từ 3 giờ đến 7 giờ và mặc đồ bảo hộ chống nắng. Nắng nóng cũng ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả công việc, nên hiện anh Cảnh đang phải tìm thuê thêm nhân công để đảm bảo tiến độ thi công đối với các công trình đã nhận. Thực sự nắng này thì làm là nó không được nhiều, cái hiệu quả nó được rất ít. Mình cũng chỉ bảo động viên anh em mỗi người thêm cố gắng thêm, trang bị thêm quạt, mượn thêm người để cho kịp trong cái tiến độ thi công. Những ngày này, vào các buổi chiều tối và đêm trên các cánh đồng lúa ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, luôn sáng ánh đèn của những chiếc máy gặt. Trong điều kiện nắng nóng gay gắt như hiện nay, thì gặt đêm là lựa chọn hợp lý nhất để vừa đảm bảo thu hoạch kịp thời vụ, vừa tránh được nắng gắt, bảo vệ sức khỏe của cả chủ máy gặt và người nông dân. Với chúng tôi, anh em làm máy thì từ bây giờ ra đi đến đêm làm là sướng nhất, chứ còn trưa thì không chịu được. Mà người dân ra đồng, người ta đứng, người ta cũng không chờ được. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hưng Yên, trong những ngày tới, khu vực tỉnh Hưng Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ C. Những người lao động ngoài trời như công nhân môi trường, thợ xây, nông dân đang bước vào ngày mùa chính là các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ thời tiết nắng nóng. Việc chủ động thay đổi giờ làm việc và thực hiện các biện pháp bảo hộ lao động sẽ giúp giảm bớt tác động của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe mà vẫn đảm bảo tiến độ sản xuất.